Sau 5 năm tham gia Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ, cô gái trẻ 25 tuổi này, quê Hưng Yên, giật mình nhận ra nơi ấy là sự dối trá nhấn chìm rất nhiều tương lai và hạnh phúc. Khi mà báo chí và cơ quan chức năng yêu cầu họ đối thoại hay là đưa ra những thông tin về Hội Thánh thì họ chỉ dám đứng ở trong bóng tối và họ nói rằng là báo chí và đất nước Việt Nam vu khống họ. Nhưng họ không dám đứng ra họ trả lời trực tiếp là vu khống chỗ nào, sai chỗ nào. Họ không dám chỉ ra như vậy và họ không dám khẳng định là họ có nói điều này, điều kia hay không. Mà họ chỉ ở trong bóng tối và họ chối thôi, họ chối bỏ. Không bao giờ họ thừa nhận bất cứ một cái điều gì mà họ nói. Hễ mà một lời nào họ nói ra mà không đúng, chưa xảy ra, chưa ứng nghiệm cái lời họ nói thì họ sẽ lấy một cái lý do khác là Đức Chúa Trời cho thêm thời gian. Em với bạn em vào, bạn trai của em vào nhưng thực ra là bạn trai cũ. Tại vì trước khi vào Hội Thánh thì chúng em cũng xác định là không đến với nhau, không kết hôn rồi bởi vì không phù hợp. Và sau khi vào Hội Thánh thì chúng em cũng chia tay luôn. Nên là đấng tiên tri ở bên trên em đã yêu cầu em kết hôn với cả anh đấy. Nhưng lúc ấy chúng em đã chia tay rồi. Em đã phản kháng, em nói là em chia tay rồi, em không muốn kết hôn, em không hợp. Nhưng mà chị đấy cứ nói rằng là đây là luật pháp của Đức Chúa Trời. Em là người mà hát ở trong Hội Thánh, giống như là ca sĩ trong Hội Thánh. Như vậy thì còn chồng em thì làm nhạc công, cho nên là mọi người, các đấng tiên tri rất là muốn ghép cặp chúng em để phục vụ cho Hội Thánh, quản lý cho Hội Thánh. Mà cái việc đấy thì quá sức với em, bởi vì lúc đấy thì em chỉ là sinh viên thôi. Lúc đấy em vẫn đang đi học mà yêu cầu em kết hôn như thế, hãy kết hôn chui, giấu hai bên gia đình. Sau khi mà em đăng ký kết hôn xong thì lại yêu cầu em là phải sang ở với cả anh ấy. Gia đình em thì thỉnh thoảng vẫn ghé qua để giống như kiểu thăm hỏi như một phần là kiểm tra ấy. Thế là em cũng bị khủng hoảng tinh thần bởi vì em sợ phải che giấu gia đình mà. Thế là em chuyển một nửa đồ đạc của em sang, nhưng mà em vẫn ở nhà cũ. Em bị sang chấn tâm lý và em bắt đầu em nhận ra rằng là Hội Thánh này không có Đức Chúa Trời.